Xin chào các bạn nha. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chúng ta bón lót và tưới lót cho cái bí đỏ, cái bí hầu lô của chúng ta nha các bạn. Bón lót, tưới lót trong giai đoạn làm liếp trước khi xuống cái hạt giống. Thì ở đây mình bón lót và tưới lót cho nó bằng những cái loại phân sau. Mình xin góp ý cho các bạn ở cái video lần này. Đây chính là cái thằng 20-20-15 hạt xanh nha các bạn. Đấy, thuộc dòng phân dễ tan. Hoặc là các bạn có thể sử dụng 20-20-15 đầu trâu cũng được. Và đây là mình sẽ kết hợp nó với cái thằng canxi bo. Đây là cái thằng canxi bo nha các bạn, canxi bo của công ty ADC. Với tỷ lệ pha phân như sau, đó chính là tỷ lệ pha phân khoảng 7-3. Cứ khoảng 7 kg, 20-20-15 chúng ta pha vào khoảng 3 kg cái thằng canxi bo. Hoặc là tỷ lệ 6-4, cứ 6 kg 20-20-15 hoặc cộng với 4 kg canxi bo, đó chính là tỷ lệ 6-4 hoặc tỷ lệ 7-3 tùy ở các bạn. Hiện tại mình đang pha cho các bạn thấy ở đây chính là cái tỷ lệ 7-3 nha các bạn. Đó chính là 7 cái ký cái thằng 20-20-15, cái hạt màu xanh như các bạn đang thấy á. Còn cái hạt màu vàng á, còn cái hạt phân màu vàng này nè, chính là cái thằng canxi bo. Mình đã pha phân cho nó rồi và sau đây mình sẽ bón lót cho các bạn xem. Bón lót trước khi xuống cái hạt giống như sau. Đây mình sẽ quay cho các bạn xem cái cách mà chúng ta sẽ bón lót cho nó. Như các bạn đang thấy ở đây nè, như các bạn đang thấy nè, cái phân đó mà mình bón cho cái mô líp của nó, đối với cái mô líp của nó thì mình làm nó khoảng là 6 tấc rưỡi đến 7 tấc nha các bạn. 2, 4, 6, 7 tấc rưỡi, 7 tấc. Thì cái mình sẽ bón cái phân 20-20-15 cộng với phân canxi bo, chúng ta sẽ bón hai bên mép líp. Còn cái khoảng giữa này, cái khoảng giữa này chính là cái khoảng giữa mà chúng ta sẽ không có rải vào cái khoảng giữa này, vì cái khoảng giữa này mình sẽ là cái nơi mà chúng ta sẽ đục lỗ để bỏ cái hạt giống của cái thằng bí hậu lô. Và đối với cái cách mà bón lót như thế này thì chúng ta áp dụng cho tất cả những cái dòng dây bò cho trái, từ cái thằng bầu bí khổ qua dưa leo, các loại đều áp dụng được. Bầu bí khổ qua dưa leo, bí đao, bí rợ, mướt, bầu, chúng ta đều áp dụng cái cách bón lót như thế này cho tất cả những cái dòng dây bò cho trái, cũng với cái cách sử dụng phân như thế thôi nha các bạn. Cũng chỉ là 20-20-15, chúng ta kết hợp với phân canxi bo, nó với cái tỷ lệ là 7-3 hoặc là 6-4 nha các bạn. Các bạn hãy nên bổ sung cái phân canxi bo bón lót cho nó rất là tốt cho cái bí đỏ, bí hậu lô của chúng ta sau này, cũng như là những cái dòng dây bò cho trái, nó sẽ giúp cho cái việc đậu trái nó được tốt hơn. Như các bạn đang thấy thì mình đang bón là cái phân nó nằm hai bên mép líp. Riêng cái khoảng giữa của cái mô líp mình không bao giờ bón vào đó, vì cái khoảng giữa này một lát sau mình sẽ tưới lót cho các bạn xem. Các bạn nhìn thấy không? Quay cận lại xíu luôn nè, mình đã chừa ra nó khoảng là 2 tấc nha các bạn. 2 tấc là 2 tấc này thì mình không hề có lót phân, mà mình chỉ lót phân hai bên mép líp thôi, hai bên mép líp cho nó. Riêng cái khoảng giữa này là mình sẽ, cái khoảng giữa này là cái nơi mà mình sẽ đục lỗ bỏ hạt, cho nên mình sẽ không bao giờ mình lót phân vào đây. Vì nếu mà mình mà lót cái phân nó vào đây á, khi mà cái hạt giống của chúng ta nó nảy mầm á, nó sẽ trúng ngay cái phân và cái hạt giống của chúng ta nó sẽ chết. Riêng cái khoảng giữa này á thì mình sẽ tưới lót cho nó, và cái cách tưới lót như sau. Trước tiên mình sẽ lấp cái đất, lấp cái phân này lại trước, sau đó mình sẽ tưới lót cho các bạn xem.
mình sẽ lắp cái phân này lại nha các bạn. Mình sẽ móc đất, mình sẽ lắp cái phân này lại. Chúng ta sẽ lắp đất vào cái phần mà chúng ta đã lót nha các bạn. Chúng ta sẽ lắp đất cái phần của chúng ta lại. Và sau đó chúng ta sẽ, sau khi mà chúng ta bón lót xong á, thì chúng ta sẽ tưới lót cho nó.
và sau đây mình sẽ tưới lót cho các bạn xem. Đấy, đây là cái mô liếp mà sau khi mình đã bón lót xong nè. Khi mà các bạn đã bón lót hết tất cả cho các mô liếp của các bạn xong thì các bạn hãy chuyển sang là tưới lót cho nó, và sau đó chúng ta chỉ việc đục lỗ và bỏ cái hạt giống của mình xuống thôi. Đục lỗ vào cái khoảng giữa mà mình không có rải lót nha các bạn, để ý cái điều đó. Riêng cái khoảng giữa thì chúng ta sẽ sử dụng cái phần DAP để chúng ta tưới lót cho nó thôi. Đây là cái phần DAP mình đã ngâm nó rồi nè, và sau đây mình sẽ tưới lót cho các bạn xem. Mình sẽ tưới vào cái khoảng giữa của cái mô liếp, nơi mà mình không có rải lót, mình sẽ tưới lót. Cái tác dụng của cái phần này nè, sau khi mà chúng ta tưới lót rồi á, chúng ta bỏ hạt giống á, thì chúng ta không có cần phải tưới phân, nó sẽ tốt luôn. Cho tới cái ngày mà cái cây của chúng ta được 15 ngày tuổi, nó sẽ bắt được cái phân mà chúng ta rải lót, là chúng ta sẽ không hề có tưới phân gì cho nó hết. Và đó là cái cách tác dụng của tưới lót, cũng như là lại rải lót cho cái bí hậu lô của chúng ta. Và tất cả những cái dòng dây bò cho trái chúng ta đều áp dụng đều được hết, rất là tốt. Sau đây mình sẽ tưới cho các bạn xem. Đây, mình sẽ tưới lên cái mô liếp cho các bạn xem. Mình không hề tưới hết liếp nha các bạn, mình chỉ tưới vào cái khoảng giữa của nó thôi, cái khoảng mà mình không có rải lót thôi. Sau khi mà mình tưới xong là mình sẽ tiến hành đục lỗ cho nó luôn. Chúng ta chỉ việc tưới cho nó như thế thôi, sau đó chúng ta đục lỗ và chúng ta sẽ rải lót. Chúng ta đục lỗ xong là chúng ta chỉ việc bỏ hạt thôi, chúng ta không có cần phải và cái cây của chúng ta nó sẽ phát triển rất là tốt luôn, không có cần tới mà chúng ta sẽ tưới phân cho nó. Khi mà cái cây nó được 7-8 ngày tuổi đến 10 ngày tuổi, chúng ta cũng sẽ không bao giờ cần phải tưới phân cho nó. Chúng ta chỉ việc tưới cái phân lót này ở cái khoảng giữa thôi nha các bạn, cái khoảng giữa mà chúng ta đục lỗ á, cái vị trí nào chúng ta đục lỗ thì chúng ta sẽ tiến hành tưới lót cho nó. Và cái video của ngày hôm nay mình xin góp ý cho các bạn như sau. Đối với cái cách mà các bạn đang thấy, chúng ta sẽ áp dụng được cho tất cả những dòng dây bò cho trái, dù là bí đao, bí rợ, bí hầu lô, hay là mướp, hay là cái mướp, bí đao, bầu, bí gì, tất cả các loại dây bò cho trái khổ qua đều áp dụng cho cái cách mà bón lót như thế đều được và rất là tốt luôn. Chào tất cả các bạn nha.